Ui dồi ôi, anh em ơi, hôm nay là một ngày vui với mình anh em ạ. Bởi vì nhá, hôm nay Asus đích thân mời Hacom chúng mình qua đây thăm cái workshop của họ để xem những sản phẩm màn hình mới nhất, xịn nhất của họ. Bây giờ cùng mình vào tham quan nhá. Ôi, ui dồi ôi, dạ vâng, đây sẽ là phòng đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Đây có thể nói là một trong những phòng top 1 hàng đầu vị vua, bởi vì đây là thánh địa của RG. Nhưng mà màn hình thôi anh em nhá. Hãy bắt đầu nói về chiếc màn hình đầu tiên đi. Đây có thể gọi là vua của màn hình, God of Gaming, chúa tể của những chiếc IPS, gọi là hung thần của mini LED. Bởi vì đây, anh em nhìn ở đây, chiếc màn hình này thì cũng đã xuất hiện khá là lâu rồi. Đây là chiếc PG32UQX. Đây là một chiếc màn hình nhá. Đây 32 inch 16:9 này và có tấm nền là IPS mini LED. Mini LED ấy thì anh em cứ tưởng tượng như là OLED và IPS có con với nhau và nó đẻ ra được cái công nghệ này. Tức là nó sẽ có vẫn có cái độ contrast cao này, vẫn có những cái màu sắc cực là sáng này và sẽ có vẫn có một cái tần số hiển thị cao như là IPS nhưng mà không hề bị gọi là burn in như là OLED. Đấy. Và đây có thể nói là một trong những chiếc màn hình top đầu hàng đầu bây giờ và chưa có hãng nào có thể đạt được đến cái level của chiếc màn hình này. Đấy, màn hình này đúng không? Thì dòng PG mà nó là hàng vị vua rồi. Đằng trước, đằng trên này, ở đây sẽ còn có một cái giải OLED, một màn hình OLED nhỏ nhỏ nữa, sẽ có những logo của Asus hay là các thứ kiểu anh có thể chỉnh trong phần mềm thoải mái nhá. Bên dưới đây thì sẽ là núm, nhưng mà cái núm này đây, joystick nó không là gọi là quá xưa rồi. Bây giờ sẽ là núm xoay anh em ạ. Đấy, mình có thể xoay chọn các kiểu này, chấm này xong xoay xoay xoay. Rất là xịn sò luôn. Mình thực sự rất thích cái điểm thiết kế này của Asus. Đây nó thật là màn hình này ra cũng khá lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đụng vào và mình thực sự cảm thấy ấn tượng với cả cái chất lượng, cái giải màu của nó. Bởi vì trên thông tin của nó nhá, nó giải nó phủ đến tức là 98% giải màu DCP3. Trời ơi. Nhưng mà tất nhiên rồi, một chiếc màn hình xịn sẽ đi với một cái máy giá xịn đúng không? Mức giá bán hiện tại của nó là khoảng tầm 70 mấy triệu nhỉ? 70 mấy triệu đâu. Tầm 70 mấy triệu đấy thì ui ôi, bằng một con xe SH rồi. Bằng tầm đấy rồi. Và bên trên này đúng không? Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ không thể nào mà né được ra những thứ khác. Bởi vì PG chúng ta sẽ có những thứ rất là xịn sò như đây. Đợi tí. Đây đúng không? Đằng sau này chúng ta sẽ có này, LED này, LED này, LED này, đầy đủ luôn. Bên trên này chúng ta sẽ có một cái chỗ như kiểu là anh em để anh em xoáy cái webcam ấy. Và đồng thời nhá, rất là Asus cực kỳ khổ, cái thiết kế họ cực kỳ tuyệt vời luôn. Trên đây sẽ còn có một cái cổng USB nữa. Trên này có cổng USB nữa để anh em cắm vào thoải mái luôn. Và thì sẽ còn có một cái điểm nữa. Thực ra thì mình thấy cái điểm này nó cũng không quá là lợi ích với mình. Mình không biết anh em nào đó. Nhưng mà trên này sẽ còn có một cái mắt để cho gọi là nhận biết ánh sáng không? Xem là phòng có sáng như nào để cái màn hình nó có thể tự chỉnh được cái độ sáng của nó. Đấy. Và để sở hữu một em màn này thì anh em sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền. Thế nên chúng ta sẽ thường là quan tâm nhiều hơn tới những cái màn rẻ hơn đúng không? Bây giờ cùng mình xem cái này nhá. Đây. Đây thì là một con màn cũng 32 inch, cũng là Asus, cũng RG, cũng 4K. Nhưng mà nó sẽ có mức giá rẻ hơn một chút, chỉ có 23 triệu thôi. Đây là chiếc RG Strix XG32UQ. Đấy, thì màn này nó không còn là mini LED nữa. Tại vì mini LED là một công nghệ mới mà, công nghệ xịn, công nghệ đắt tiền. Thì con này chỉ là Fast IPS thôi. Thì cái tần số quét của nó sẽ vẫn là cao. Cái độ gọi là ghosting các thứ kiểu của chiếc màn này nữa sẽ cực kỳ là thấp luôn. Một chiếc màn này nhá, rất là phù hợp với cả những anh em nào đang sở hữu cho mình một chiếc như là 3090 hay 4090 nữa đi. Em này thì đúng là tuyệt vời luôn. Tất nhiên sẽ có những điểm cắt giảm đúng không? Con này gần như là chỉ bằng có một phần nửa giá của con này cơ mà. Thì con này này sẽ không có đèn LED này, không LED lủng gì nhá. Chân đế bình thường nhá. Ủa thì vẫn đang lên hạ xuống được, nhưng mà chân đế bình thường thôi. Không LED này, không viền này, không có chỗ cắm webcam, webcam, các thứ kiểu vân vân và vân vân. Thế nhưng mà nếu mà anh em mua một chiếc màn này nhá, anh em sẽ nhận được cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bởi vì đơn giản, nếu mà anh em check về những cái màn hình 4K mà đây con này là ép zoom lên là 160Hz rồi. Đấy, những màn hình 4K 14 đi thì giá cũng rơi vào khoảng tầm 20 triệu thôi. Nhưng mà chúng ta mua ở đây chỉ có thêm khoảng tầm 1-2 triệu rồi đấy. Được một chiếc màn hình RG Fast IPS mà độ phủ màu DCP3 là 96% anh em nhá. Đáng sợ. Ôi, nhưng mà mình biết rồi, anh em sẽ quan tâm tới những thứ đắt tiền hơn đúng không? Bên này, sẽ là bên này đây. Rồi, đây, chiếc màn hình XG438Q. Thì cái này đã từng lên livestream của mình rất nhiều rồi. Đấy, hồi đấy là Asus gửi bên studio cho mình cái màn ở đây và chúng mình dùng livestream khá là nhiều đấy. Đây là một con màn 4K. Đây là màn 43 inch nhá, 4K và có tần số quét là 120Hz. Đấy. Con này ấy, thì thực ra thì nếu mà để nói đẹp, ok đẹp đúng không? Nó cũng giống một cái tivi ấy, nhìn trông rất thiết kế này, chân đế này, các thứ kiểu nhìn trông rất là chất lượng đúng không? Tại vì nó cũng có thể gọi là một chiếc gọi là
dành cho những anh em nào có PS4 đấy, tại vì nó là 4K 120Hz. Nhưng cái thứ anh em cần quan tâm ấy là bên này anh em ạ. Đây, anh em nhìn đi, anh em nhìn đi, so sánh đi. Đây là một con màn hình OLED anh em nhá, 48 inch OLED. Đây là ROG Swift OLED PG48 UQ. À, con màn này thì sao? Top 1 luôn, chúa tể luôn, mình thực sự. Đây nhá, mình luôn nói rằng với cả bên các bên mà là bây giờ nhá, các hãng mà có một con màn hình OLED tần số quét cao mà kích cỡ nhỏ nhỏ một chút đi thì mình mua luôn, mình đặt hàng ngay từ đầu tiên luôn. Nhưng với tụi bây giờ chưa có cái đấy, chúng ta mới chỉ có một con màn TV to khổng lồ này thôi. Thì đây, cái mẫu TV đây, OLED nhá, 4K nhá, và tần số quét lên tới là 138Hz. Đấy, thay vì là 120Hz bên này đâu thì bên này là 138Hz. Thì đây là đã được ép zoom lên rồi. Tất nhiên màn hình OLED thì anh em thấy bây giờ đấy, đa số là 4K 120Hz đúng không? Nhưng mà con này được ép zoom lên là 138, rất chất lượng. Đấy, con màn này nhá thì sẽ có những điểm mạnh như sau. Đầu tiên, OLED anh em biết rồi đấy. Màu sắc đẹp này, contrast đẹp này. Mảng đen nào là mảng đen đúng không? Anh em nếu mà so sánh nhá, anh để cho một tí này. Anh em so sánh này, cái phần này này, đấy, cái phần đen này. Cái phần đen này nhá, nhìn chung đen xì luôn. Nếu mà so sánh với cả phần bên tấm nền PA nhá, nhìn chung nó sẽ bị xám xám theo kiểu nhờ nhờ này. Đấy. Nhìn phát là biết luôn, nhìn thấy là biết nghe được là OLED rồi. Và một cái lợi thế nữa của OLED ấy, tại sao mình lại muốn mua một chiếc màn hình 27 inch OLED có tần số quét cao? Đơn giản tại vì là một khi mà đã là OLED thì OLED nó sẽ gần như là không có một cái bóng mờ luôn. Đã có rất nhiều các video so sánh rồi, là gần như không có một cái bóng mờ, bóng kiểu anh em biết là nhá, dù là IPS, dù là TN, dù là VA hay bất kỳ gì đều sẽ có bóng mờ đi kèm theo khi mà kiểu di chuyển nhân vật, đặc biệt là khi mà mình bật overdrive lên ấy. Chỉ khi nào mà mình bật ELMB của Asus lên thì nó mới bớt cái bóng mờ ấy thôi. Nhưng mà OLED thì chúng ta không cần phải hy sinh bất kỳ thứ gì cả, vẫn độ sáng như thế, vẫn màu như thế, vẫn đẹp như thế, nhưng mà không hề có một bóng mờ gì hết. Rồi, em này nhá sẽ có một cái, vì là OLED này cực kỳ là mỏng luôn, đồng thời sẽ còn được trang bị loa của Hackman cạc đồng. Thế thì anh em mua cái này về PS5, PS6 các kiểu tuyệt vời đúng không? Có thể nói nhá, đây là một chiếc màn hình gọi là phòng chống như tương lai đấy. Tiếng Việt mình không biết dịch như thế, nhưng mà chỉ biết gọi là phòng chống tương lai đi, là tức là nếu mà sau này nhá màn hình xịn hơn, các màn hình xịn hơn, PS xịn hơn, Xbox xịn hơn thì chiếc màn hình có thể tồn tại với anh em 4-5 năm. Nhưng mà mình chắc là cái độ bền hình cái này có thể tồn tại ra khoảng tầm đấy, hoặc nhiều khi là 10 năm, hy vọng là vậy. Rồi, về cổng kết nối thì em này cũng sẽ có khá là nhiều thứ. Đây, sẽ có USB này, hai cổng này, không vấn đề gì đúng không? HDMI này, HDMI này. Dưới này đây sẽ còn có DisplayPort cộng thêm 2 HDMI nữa, tổng cộng là 4 cổng HDMI và có 5 lần khả năng xuất hình. Đấy, vì có 5 cổng mà. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm cổng audio này, nếu mà anh em có cắm tai nghe vào trong màn hình TV, nhưng mà mình chắc là không ai dùng đâu. Và có một điểm trừ thiết kế thôi, là cái dây nguồn tiếp bên kia. Nhưng mà mình nghĩ rằng có khả năng cao là do đây, cái độ mỏng anh em nhìn thấy không? Để có thể mà có một chiếc màn hình nó mỏng như này ấy, thì thực sự đúng là phải hy sinh rất là nhiều. Thì mình cũng đoán là cái phần bo mạch nó sẽ ở đây. Đấy, phần bo mạch chính nó sẽ ở đây. Xong rồi cái phần nguồn nó sẽ bên kia. Và đây là dùng dây nguồn không rời nhá. Dây nguồn tức là nguồn nằm trong này. Thế và tất nhiên rồi, dòng PG cao cấp xịn sò, chúng ta sẽ vẫn có khu vực để anh em gắn cái webcam này, đồng thời thêm hai cổng USB nữa. Nếu mà anh em cái webcam anh em có cái này cái kia ở không, cần cắm dây dùng. Nói chung đây là một điểm thiết kế mà mình cảm thấy rất là chất lượng, rất là vipro. Đấy. Nói chung nhá, đây là một con màn rất là đắt tiền. Tại sao? Bởi vì nó có mức giá hiện tại là 149 triệu. Ui. 149 triệu anh Kiên. Bây giờ 149 triệu mua được ô tô gì rồi? Mua ô tô cỏ. Mua ô tô cỏ. Chứ bây giờ vấn đề là anh em thích mua màn hình mua ô tô cỏ là ôi, nếu mà tất nhiên ai có một chiếc màn hình này rồi không, nhà cũng phải có Porsche với cái Lamborghini rồi. Một chiếc màn hình như này thì gọi là làm mua được về là coi như là bố là mẹ thiên hạ rồi đấy. Đấy thì tất nhiên một chiếc màn hình như này đúng không, to như này đúng không, thì anh em sẽ không thể nào mà lúc nào cũng ngồi sát sát kề kề được, bởi vì nhá, nhìn này phát là anh em cực kỳ là ngợp luôn. Bắn súng chơi game một tí, kể cả chơi kiểu mấy tựa game nhẹ nhàng như là God of War đi, ngợp kinh khủng khiếp. Thế nên là anh em sẽ phải đứng xa xa đúng không? Và để điều khiển nó thì chúng ta sẽ có remote. Con remote này thì sẽ có những setting như là tắt bật này, đổi input này, tăng giảm âm lượng này, 1, 2. Nói chung là cái này thì anh em phải mua về và kiểm tra kỹ hơn nhá. Bây giờ thì có thể nói là khu vực ROG là thánh địa của những gamer. Nhưng bây giờ hãy cùng sang xem thánh địa của những người làm đồ họa thì như nào nhá. Dạ vâng, và bên góc 90 độ của này đây thì là góc của Pro Art anh em ạ. Đây, anh em vào thì mình đây. Cầm. Đây,
khu vực ProArt của chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chiếc màn ProArt. Hai chiếc màn đây có thể nói là hai chiếc màn top đầu, vị vua, gọi là chúa thể rồi. Thì đây là chiếc ProArt OLED PA32DC. Chiếc màn hình này có mức giá hiện tại là 99.990.000 anh em ạ. Đây, tại sao? Đầu tiên này, nó là OLED, cái này thì không nói làm gì rồi. Thứ hai nữa, nó là một chiếc màn hình 4K. Thứ ba nữa nhá, anh em nhìn trên chóp này không? Trên chóp ở đây là thiết bị tự động cân màu của chiếc màn hình này. Tức là nó sẽ đi kèm với cả cái những thiết bị tự động cân màu nhá, để khiến cho màn hình của anh em luôn luôn chuẩn màu nhất. Tại vì nếu mà anh em không biết nhá, chiếc màn hình LED chúng ta này cứ thỉnh thoảng nó sẽ kiểu nó bị đổi một tí màu, nó cứ càng ngày nó càng bị trượt đi, nó càng bị trơn ấy. Thì việc mà có xuất hiện một chiếc cân màu như này đây, nó sẽ cực kỳ là tốt và cực kỳ là thuận lợi cho anh em luôn, để đảm bảo rằng content anh em làm luôn là hàng đầu. Còn màn này thì tất nhiên rồi, là theo chuẩn của ProArt đúng không? Nút ở trước này, có các núm joystick này, sẽ còn có cả cái, đây gọi là cái cảm biến ánh sáng, cảm biến cái thứ kiểu ấy. Tại vì mình lúc nãy nhá, mình đang đứng đây đúng không? Màn hình đang tắt đúng không? Thì mình bước vào phát là màn hình nó tự động sáng luôn. Đấy là cái chế độ gọi là power saving của cái chiếc màn hình ProArt này. Đấy, chiếc màn này thì có thể xoay trái xoay phải này, lên xuống này, và không xoay dọc được. Hơi tiếc như thế. Và tất nhiên, con màn này sẽ là một con màn HDR anh em nhá. Nếu mà anh em xem content HDR cho này, số 1 luôn, chúa thể luôn, mình có thể đảm bảo như thế. Một số các thông tin cơ bản khác, ví dụ như là nó có phủ đến 99% giải màu Adobe RGB này, 99% giải màu DCI-P3, và tất nhiên rồi, 100% giải màu sRGB, cái đấy thì quá là đơn giản rồi đúng không anh em ạ? Đấy, và đằng sau em này đây sẽ có rất nhiều các cổng USB đúng không? Và sẽ có một cổng USB Type-C nữa, hỗ trợ xuất hình DisplayPort và sạc 65W nữa anh em nhá. Nói chung là nếu mà anh em dùng mấy con laptop kiểu MacBook Air, MacBook ủng ấy, hoặc là mấy cái con kiểu văn phòng ấy mà có hỗ trợ sạc DP nhá, hoặc là nhầm sạc đây, PD này, thì con cổng này có thể sạc thoải mái cho anh em luôn. Bây giờ hãy cùng sang xem một, gọi là con khủng long này đi. Đây cũng là ProArt, nhưng mà con ProArt này thì nó cũng khá là cũ rồi. Đấy, cái chiếc màn hình ấy, theo mình biết đấy nhá, là một trong những chiếc màn vào thời điểm trước ấy, là một trong những chiếc màn top đầu về cân màu này, về chỉnh màu này. Và đặc biệt nhá, khi mà sử dụng màn này ấy, là mọi người hay sử dụng trong gọi là phòng tối anh em ạ. Phòng tối để đảm bảo rằng anh em có thể nhận được cái tín hiệu sáng chuẩn nhất và không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ các loại đèn nào. Cái tấm nền, cái màn hình nó dày đến như này, nó không phải chỉ vì là nó cũ đâu, mà đơn giản là trong này có tận là 1.152 vùng mini LED. Từng cái vùng nhỏ nhỏ đây xếp đầy một chiếc màn hình 4K 32 inch như này, khiến cho cái màn hình nó có một độ sáng cao này, có một cái gọi là độ contrast cao này. Thì mình thấy ở đây là 1000:1 tiêu chuẩn đây. Và nếu mà anh em bật HDR thì là 100.000, 1 triệu. Ủa, đúng nhỉ? 2, 4, 6, ở đấy. Nói chung là quá là khủng khiếp luôn. Cái việc mà sử dụng một chiếc màn ấy thì sẽ khiến cho anh em có thể gọi là thường ấy, những cái studio lớn hoặc là những cái nhà làm phim lớn họ mới mua chiếc màn này thôi. Còn nếu bản thân anh em mình ấy, thì anh em mình không nên mua cái màn này đâu, thì vì nó quá là đắt, mức giá nó quá là cao. Thế nên chúng ta hãy cùng qua những cái sản phẩm nó mang tính người dùng bình thường đi nhá. Đây sẽ là một cái thiết bị mà anh em thường hay mua. Đấy, một con ProArt bình thường. Thì đây là con ProArt PA329CB. Đây là cũng là một con màn 4K, nhưng mà mỗi tội nó chỉ là IPS bình thường thôi. Thế IPS này, nhưng mà nhá, độ phủ màu nó vẫn rất là cao, vẫn có sạc 90W các thứ kiểu PD các thứ ở đằng sau đầy đủ hết, và sẽ vẫn có các núm nhé các kiểu đằng trước này để khiến cho anh em có thể điều chỉnh, điều khiển mọi thông số, mọi lúc, mọi nơi, mọi giây anh em nhá. Đấy, và những thông số cơ bản em này sáng lên tới là 400 nit này, sẽ có phủ 100% giải màu sRGB và 100% giải màu DCI. À không, REC 709 luôn anh em nhá. Và cuối cùng thì nếu mà anh em muốn có một cái trải nghiệm mới trên một chiếc máy tính mới, thì đây là chiếc màn hình này đây. Nó cũng cùng hàng với cả cái chiếc màn này thôi, nhưng mà em màn này nhá, là một màn này, em màn ultra wide. Em màn ultra wide này thì sẽ có tác dụng như nào? Đầu tiên, xem phim, tức là điều tiên đúng không? Đấy, thứ hai là chúng ta sẽ có thể tận hưởng được những cái content, kể cả chơi game đi chăng nữa. Bởi vì đơn giản là nhá, em này thì nó chỉ là 2K rộng thôi, 144 này, 140 này, với cả 3820, cho mình nhớ như thế. Đúng, 3440. Đấy, tức là em này là 2K nhưng mà nó rộng ra một tí, khiến cho tỷ lệ nó là 21:9. Rồi, thế thì cái điểm đặc biệt em này là gì? Nó có tần số quét là 120Hz. Ôi trời ơi, anh em chất chưa. Và nhá, đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy HDR nó thực sự khác biệt. Đây, để từ từ nhìn nhá. Bật phát này. Đây. Đấy, đây từ từ nhá. Đây là nhìn này. Anh em nhìn nhá. Đây,
Ok, thì nếu mà không có HDR thì ánh sáng, chất lượng chúng ta nó kiểu nó sáng hơn, màu nó tươi hơn. Nhưng chúng ta sẽ bị mất các điểm, ví dụ như anh em nhìn thấy này. Đấy, nó bị chói quá này. Nhưng bây giờ nhá, mình bật HDR lên nhá, anh em xem này. Từ từ tua lại vài frame này. Đây, tua lại vài frame tôi rồi. Đấy, anh em nhìn nhá. Tất cả này, tối này, sáng này, sáng chói này đều được giữ lại mọi thông tin, không mất một tí thông tin nào cả. Điều này khiến cho chiếc màn hình này nhá trở thành một chiếc màn hình xem phim, làm việc đồng thời kết hợp với chơi game hoàn hảo luôn. Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh em muốn 219 giá rẻ hơn vẫn chơi được game thì hãy cùng mình qua bên 219 nhá. Ok, và bên đỗ cuối cùng hôm nay chúng ta đó chính là các trải nghiệm mò anh em ạ. Đây. Ui à. Ok chưa? Anh em nhìn thấy chưa? Đây, hai chiếc màn hai bên của mình đây. Đây là hai chiếc màn hình ultra wide anh em nhá, tức là tỷ lệ 21:9. Thì bên phải của mình đây là một chiếc màn hình Asus và bên trái đây cũng là Asus. Nhưng mà đây là Asus Tube mình nhá. Thì đây là mẫu đây VG30VQL1A. Thì đây là một chiếc màn hình 21:9, tỷ lệ nó chỉ là 2560 nhân với cả 1080, nhưng mà nó là Full HD rộng thôi anh em nhá, chứ chưa phải là 2K rộng. Bởi vì đơn giản cái mức giá của hai chiếc màn hình ấy, mua trải nghiệm mới này ấy, nó cũng khá là rẻ thôi. Chiếc bên này thì rơi vào khoảng tầm 9 triệu, còn trên này thì khoảng tầm hơn 11 triệu, 12 triệu gì đấy thôi. Thế, nói chung là một mức giá khá là ổn áp cho một chiếc, cho hai chiếc màn hình ultra wide với những trải nghiệm mới như này. Thì như anh em thấy đây, tại sao lại nên mua một chiếc màn hình 21:9? Đơn giản tại vì nó sẽ, cái trải nghiệm cinematic của anh em sẽ nhiều hơn. Đặc biệt nhá, dụ như thế này này, anh em sẽ có FOV, anh em sẽ lớn hơn và anh em sẽ nhìn được nhiều thứ hơn ở bên trái và bên tay phải, hiểu không? Rất là nhiều thứ. Thì cái việc mà mua một chiếc màn hình như này sẽ giúp cho anh em có thể để chơi game, để xem phim, những cái màn, những cái tựa phim 21:9 ấy, thì nó sẽ gọi như là gần như là không có black bar ở trên này luôn. Nhưng mà nó sẽ có một vài điểm yếu, ví dụ như khi anh em xem tỷ lệ như là 16:9 ấy, thì sẽ bị khung đen bên này và khung đen bên này nữa. Thế thì bên này đây là màn hình của Tube đúng không? Cái này sẽ có những, tại sao nó lại rẻ hơn? Đơn giản tại vì đây là sử dụng tấm nền VA đó, và nó chỉ có tần số quét là 200Hz thôi. Còn bên này đây, đây, bên này đây, bên này thì là màn hình của ROG, là ROG Strix XG39cm. À, đấy, thì cái màn này thì sẽ là tấm nền Fast IPS đấy nhá, Fast IPS, và sẽ có tần số quét là 220Hz luôn. Cái này ấy, mà về chơi game ấy, bán CSGO Valorant ấy, thì có ma cháy luôn. Đây, đằng sau của mình đây là anh cameraman đúng không? Nãy giờ bảo là mua bao nhiêu tiền mua được không? Đấy, tại vì anh ấy rất là thích mua một cái màn như này. Tại vì thực sự nhá, khi mà chơi game bắn súng nhá, đặc biệt là với cái tần số quét là 220Hz như này, anh em sẽ cảm thấy cực kỳ là mượt mà luôn. Đây, bây giờ cùng xem những cái màn này nó khác biệt gì đấy nhá. Thì con màn này cong này, lên xuống này, xoay trái xoay phải được này, và nếu mà anh em thích gọi là chúa tể của TikTok đúng không, có thể xoay dọc nữa. Đấy, ok chưa? Nhưng mà đây tại vì dây hết chỗ rồi nên nó sẽ hơi xoay dọc như này, để giúp anh em có thể lướt Facebook, lướt TikTok thoải mái luôn, ngắm ngái trên Instagram á, không vấn đề gì cả. Đấy. Còn bên này đây thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình ROG, thì ROG sẽ có những cái đặc biệt hơn một chút, thì tại vì nó là IPS và nó sẽ là một tấm nền phẳng lì luôn, thẳng một đường luôn, và sẽ còn có đèn RGB ở dưới này, nó sẽ chiếu từ khu vực này đây. Đấy, một cái dải led ở đây, và con chân này thì cũng lên xuống này, xoay trái phải này, và cũng con này không xoay được à? Con này không xoay dọc à? Con này lại không xoay dọc đấy anh em ạ. Thế chứ đấy, nói chung là một chiếc màn như này thì cũng là một chiếc màn rất là chất lượng. Asus thì trong năm nay đã ra được rất là nhiều sản phẩm mới với những mức giá hấp dẫn này, phục vụ được đầy đủ tất cả các đối tượng cho anh em. Đấy, từ những người chơi game này, những bộ là những thanh niên nhiều tiền thiếu gia đi poster này, hoặc là những làm đồ họa, hoặc là những anh em nào đang muốn có một trải nghiệm mới từ một mức giá khá là rẻ thôi, thì Asus đã đem đầy đủ cho anh em. Đấy, nếu mà anh em hứng thú với những sản phẩm Asus ấy, thì Hà còn như mình bán đầy luôn, mình bốt cả màn hình, chuột, bàn phím, tai nghe, màn hình, vân vân, laptop đầy đủ hết đấy nhá. Thì anh em có thể check ở đường link dưới mô tả. Còn nếu mà anh em cảm thấy cái chuyến đi tham quan gọi là showroom Asus này, Asus này còn nếu mà anh em có thấy cái chuyến đi tham quan gọi là thiên đường của gaming, chúa tể của Proart này thì mà vui ý, thì anh em bấm like và subscribe nhá, và hy vọng rằng sắp tới Asus mà có giới thiệu sản phẩm thì có thể gọi mình đi. Rồi, xin chào anh em tại video sau nha, bye.